Xin chào quý vị và các bạn, trong video này tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc, đó chính là cây ba chẽ. Cây ba chẽ tên khác là lá ba chẽ, biển ong, dân tộc Dao, đậu bạc đầu, may thập mong dân tộc Tày, niễng đực, tràng quả tam giác, đa rờ tít, dân tộc Ca Ho, chủ tay máy, dân tộc Hơ Mông, thuộc họ đậu. Ba chẽ là loài cây thân nhỏ sống lâu năm, cây có chiều cao trung bình chỉ từ 0,5 đến 0,6 mét, có một số cây cao 1,5 mét, thân cây tròn và có nhiều cành. Cành cây non thường có hình tam giác dẹt, có cạnh uốn lượn và có lông mềm màu trắng. Cành già cứng hơn, có hình tròn. Lá ba chẽ là lá kép mọc so le nhau, phiến lá chét nguyên có hình trứng, hình thoi hay bầu dục. Lá ba chẽ non nằm ở ngọn, thường được phủ bởi lớp lông trắng. Hoa ba chẽ mọc thành chùm đơn, mỗi chùm có 10 đến 20 cái, có màu trắng và cánh hoa có móng. Đài hoa chia 4 thủy, trong khi đó thủy dưới dài hơn 3 thủy trên. Đặc biệt, đài hoa có lông mềm, quả có mép lượn và không có cuống. Mỗi quả có các đốt thắt ở giữa, các hạt thành 2 đến 3 đốt, có lông mềm. Phân bố ở nước ta có thể tìm thấy cây ba chẽ ở các tỉnh vùng núi thấp, trung du và cao nguyên như Lào Cai, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Lai Châu, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai và Hà Bắc. Bộ phận dùng: lá cây ba chẽ được sử dụng để làm thuốc, thu hái quanh năm. Chế biến: sau khi thu hái xong, đem rửa sạch và phơi hoặc sấy khô. Nếu sấy, không nên sấy ở nhiệt độ quá 500 độ C, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt. Thành phần hóa học: cây ba chẽ gồm các thành phần chính như sapolin, axit nhân thơm, flavonoid, tannin, axit hữu cơ. Tính vị: lá ba chẽ có tính ôn, có vị ngọt, hơi đắng và không có chứa độc. Theo y học cổ truyền, ba chẽ có nhiều tác dụng chữa bệnh hiệu quả, cụ thể điều trị bệnh phong tê thấp, kháng viêm và chống nấm, giúp thanh nhiệt và đào thải độc tố, chữa gian cắn. Cách dùng: cây ba chẽ được dùng dưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột. Ngoài ra, thuốc cũng được dùng ở dạng cao khô, cao nước và hoàn viên. Về liều dùng, mỗi ngày chỉ nên sử dụng khoảng 10 đến 50 gram, tuyệt đối không dùng quá liều vì dược liệu này có thể gây táo bón. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số bài thuốc. Bài thuốc điều trị lị: ba chẽ chứa các thành phần giúp tiêu diệt khuẩn lị nhanh chóng. Cách thực hiện như sau: chuẩn bị 30 đến 50g lá ba chẽ rao vàng hoặc phơi khô, sau đó cho vào nồi thêm 800ml nước, đun sôi khoảng 15 đến 30 phút. Sau khi nước cạn còn 400ml, chia thuốc làm 2 và uống trong ngày. Uống liên tục cho đến khi triệu chứng bệnh thuyên giảm thì ngưng sử dụng. Bài thuốc chữa tiêu chảy và các bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn tụ cầu vàng: sử dụng 200g lá cây ba chẽ, đem rửa sạch và cho vào ấm, chung với ít nước, nấu cho đến khi lá mềm và tạo thành cao khô, sau đó dập thành viên. Mỗi viên thuốc có trọng lượng 0,25g, tùy thuộc vào từng đối tượng mà liều lượng ở mỗi người không giống nhau. Cụ thể, mỗi ngày người lớn uống 2 lần, mỗi lần 5 đến 6 viên. Trẻ em từ 1 đến 3 tuổi, mỗi lần uống 2 đến 3 viên. Còn đối với trẻ em ở độ tuổi từ 4 đến 7 tuổi, liều uống mỗi ngày từ 4 đến 5 viên, chia uống 2 lần. Kiên trì áp dụng bài này trong 1 tuần để điều trị dứt điểm bệnh.
Bài thuốc chữa răng cắn. Đây là cách sơ cứu nhanh và tạm thời. Người bị răng cắn vẫn cần đến trung tâm y tế để được can thiệp và chữa trị. Cách sơ cứu răng cắn bằng ba chẽ. Sử dụng một nắm lá ba chẽ tươi, đem rửa sạch, nhai hoặc giã nát. Sau đó, nuốt nước còn phần vã đắp lên miệng răng cắn để giảm sưng và hút nọc. Bài thuốc điều trị chứng đau nhức xương khớp do phong tê thấp và bong gân. Sử dụng 50g lá ba chẽ, đem rửa sạch và ngâm trong nước muối pha loãng. Sau đó vớt lên để ráo và giã nát. Dùng dược liệu này đắp lên vị trí xương khớp sưng đau và dùng miếng vải cố định lại. Sau khoảng 1 ngày, tháo thuốc và vệ sinh lại vùng da. Với bài thuốc chữa đau xương khớp bằng cây ba chẽ, người bệnh cần kiên trì áp dụng 5 đến 7 ngày để giảm nhanh triệu chứng đau. Video đã cung cấp thêm nhiều thông tin về cây ba chẽ, vị thuốc có lẽ vẫn còn tương đối xa lạ với nhiều người, cũng như các vị thuốc khác. Dược liệu cũng sẽ gây hại nếu không dùng đúng liều lượng. Vì vậy, quý vị cần tham khảo ý kiến chuyên gia để đạt hiệu quả tốt nhất. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem nhé. Nhớ nhấn like và nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Còn xin chào và hẹn gặp lại.